Và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Fastke. Thì hôm qua mình cũng đã lên một clip nói về K40 cũng như là K40 Pro của Xiaomi rồi. Các bạn thấy sản phẩm này như nào? Theo mình nghĩ thì sản phẩm này đang rất là mang lại một cái sự tích cực cho cộng đồng mạng. Khi mà mình lên một cái nhóm nhá, để các bạn có thể theo dõi này. Thì các bạn đang hỏi là Redmi K40 cũng như là so sánh với Mi 11, có nghĩa là Xiaomi đang tự dẫm đạp lên nhau trong cái phân khúc thị trường này. Redmi K40 Pro ấy thì có nhiều bạn cũng đang trả lời được câu hỏi luôn. Các bạn có thể xem ở dưới phần bình luận của các bạn nhé. Thì ở dưới sẽ thấy là cụm camera giống nhau. Đó, có nghĩa là hai cái sản phẩm này có lẽ là dùng chung một cái ngôn ngữ thiết kế. Và tất nhiên là phần cứng của K40 thì nó rất là mạnh. Tuy nhiên thì nhiều bạn cũng đang khuyên chúng ta rằng là nên chuyển sang Mi 11. Tại vì dù sao thì Mi 11 vẫn là một flagship. So với K40 ấy, thì hiện tại nó vẫn chỉ ở mức cận cao cấp mà thôi. Các bạn lưu ý nhé. Nếu mà chúng ta dùng lâu về dài ấy, thì chúng ta nên chọn những flagship để có thể dùng. Điều này là điều đương nhiên rồi. Và cũng có nhiều bạn đang thắc mắc là liệu cái mức giá như thế thì chúng ta khi mà sử dụng K40 ấy, thì chúng ta sẽ màn hình. Đó, nhiều người đang thắc mắc rằng màn hình của nó liệu nó có tốt được như kỳ vọng hay không. Và có một cái điều rất là lạ, đó chính là khi mà K40 vừa ra mắt chưa được bao lâu thì chúng ta đã có hàng loạt những cái tin nói về việc bán điện thoại K30 cũng như là K30 5G rồi. Đó, mọi người có thể xem, mình sẽ chụp màn hình ở đây cho các bạn xem nhé. Thậm chí là nhiều bạn cũng đã đây, đó chính là một cái tin mà các bạn đã bán này. Và ở dưới bình luận rất là nhiều luôn về việc mức giá của nó. Thì mình đang tham khảo thì chỉ 3,7 triệu, 3,8 triệu thôi. Đấy, rất là mất giá luôn nha anh em. Đây là một điều phải chấp nhận thôi. Xiaomi cái vòng đời của nó rất là ngắn. Anh em nhớ nếu có mua ấy, thì bán lại thì nhớ là nó sẽ mất giá đấy. Đó, và có rất là nhiều nơi đang bán đi những cái chiếc điện thoại cũ Xiaomi của mình để có thể mong chờ được K40. Rồi, và đó là tin đầu tiên về K40 khi mà hàng loạt các bạn đang bán tháo máy đi thì chúng ta có thể chờ đợi được K40 cũng như là đang gom lúa để có thể đợi em nó về. Theo mình dự kiến thì khoảng tầm 3 đến 4 hôm nữa thôi là chúng ta đã có máy ở Việt Nam rồi. Các bạn cứ dành tiền và chuẩn bị trước đi nhá. Và tin thứ hai đó chính là Xiaomi sắp mở nhà máy tại Việt Nam. Thì việc mở nhà máy này, đây là một phát súng đầu tiên khi mà Xiaomi đang muốn ngăn chặn những cái dòng máy xách tay đến từ Trung Quốc về Việt Nam. Đó, khá là buồn cho các bạn dùng Xiaomi xách tay. Và thậm chí là Xiaomi họ cũng đã có một cái động thái là cấm Google tại những cái máy mà xách tay từ Trung Quốc về Việt Nam luôn cơ. Đó, thì mong muốn là khi mà Xiaomi mở nhà máy tại Việt Nam ấy thì giá máy của chính hãng của Xiaomi nó sẽ giảm xuống và rẻ hơn nhiều để có thể gần bằng so với cái mức bán sách tay nhất có thể. Đó, mình cũng mong muốn là như vậy. Người dùng mà chúng ta có những cái máy càng ngon càng bổ thì chúng ta lại càng được lợi thôi. Rồi, và tin thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Oppo hôm nay đã ra mắt một cái sản phẩm mới là Reno 5G, một cái phiên bản mà có mặt lưng kính này, Snapdragon 765G có thể chạy được 5G cũng như là sạc nhanh 65W. Oppo thì họ thường ấy họ sẽ không ra mắt một cách nhanh chóng như thế đâu. Tuy nhiên thì do cái sức hút của K40 nó đang rất là tốt nên là Oppo họ đã ra mắt ngay lập tức luôn cái sản phẩm này nhằm cạnh tranh với cái sản phẩm Mi 11 sách tay cũng như là những cái sản phẩm mà K40 sắp tới sẽ sách tay về, K40 Pro. Các bạn thấy được rằng là Oppo thì họ đánh vào giới trẻ rất là nhiều. Nó cũng giống như là Xiaomi, họ cũng đánh vào giới trẻ. Thì với cái mức cấu hình như này mình nghĩ là ổn. Và cũng như là Oppo ấy, ở thị trường Việt Nam thì họ hỗ trợ máy rất là tốt luôn nha các bạn. Bán chính hãng như thế thì mình nghĩ ok đấy. Mức giá này khởi điểm rất là tốt. Rồi, và đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái thông tin ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Fastke nhé. Thực sự ấy, thì K40 như một phát súng đầu tiên của đầu năm 2021 của Xiaomi mà muốn cho thị trường tầm trung của chúng ta ngày càng sôi động hơn. Theo mình ấy, thì người dùng của chúng ta ngày càng có lợi thôi vì chúng ta đã có một cái mức giá máy khoảng tầm hơn 7 triệu thôi mà đã có một con chip rất là mạnh mẽ rồi. Sắp tới ấy, thì mình sẽ có máy trên tay sớm nhất để có thể test game cho các bạn xem là cái chiếc máy đấy so sánh với những cái chiếc điện thoại như là Samsung hay là Apple để xem là cái chiếc máy này chạy có chip mới thì nó có tốt hay không nhá. Các bạn hãy cùng đón xem nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.
À quên, các bạn nhớ sắp tới chúng ta sẽ có mini game nhá. Các bạn nhớ đón xem đấy.